À, xin chào à, tất cả các bạn hôm nay à, thì mình à, tiếp tục chia sẻ các bạn à, trồng thêm một cái cây mai quái nữa các bạn thì à, hôm nọ mình có à, đi mua mấy cây mai à, quái à, trong à, nhà giường đó các bạn à, nào chưa xem clip à, mình đi mua cây thì có thể xem à, lại ha thì à, nói chung là đi vô giường thì cái chủ giường người ta cũng à, à, không muốn bán những cái cây này các bạn người ta muốn để lại để à, trồng gì đó nhưng mà mình năn nỉ quá mua được mấy cây ha thì mấy cây này là mấy cây người ta uống như là con rồng vậy các bạn đó. uống ngoằn mèo ha giống như con rồng vậy đó thì theo mình đó thì mình các bạn biết rồi đó mình thì mình muốn quái chứ mình không muốn giống như là một cái con gì đó nó, nó. À, cái này thì mình thấy nó, nó những cái co lắc của con rồng nó mình thấy nó, nó 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 bình thường các bạn ơi nè bạn thấy thì những cái co lắc ta uống thì nó nó giống nhau đều 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 nhau nè các bạn thấy không thì theo ý mình thì mình lại không thích vậy giờ mình muốn bỏ vô cái chậu này nè các bạn nha à, bỏ vô đây à, mình nhờ mình dùng cái dây nho mình uống nó lại các bạn à, cho nó ngoái cái <laughs> giống như một cái cảm giác như một cái con rắn con rồng vậy ha à, bắt cái trên nó ngoái xuống mà nó ngoái xuống nó chỉ vô cái mặt ông tượng này nè <laughs> cho nó là lạ, lạ chơi các bạn đó các bạn thấy thì thì nhà vườn người ta uống thì cố tình ta uống ra như là một con rồng đó các bạn à, lượng lên lượng xuống ha nhưng mình đây mình thấy cái những cái co lượng nữa các bạn thấy để mình cắt những cái rễ nhỏ ra cho các bạn chống các bạn thấy thì cái co lượng này nó gặp khuôn các bạn ơi đều 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 nhau ha đó. cảm giác nó không có được tự nhiên lắm à, nhìn nó giống như là một cái cây mà bị hạn chế bởi cái không có tự nhiên các bạn thành ra mình nó thì các bạn biết cái mình thì muốn cái nó cây nó càng quái mà nó càng tự nhiên thì mình càng thích thành ra để bây giờ mình trồng vô cái chậu ông tượng này nè nó nó mới lạ các bạn rồi mình mới dùng cái gì nhơ mình uống đó à, uống cái để này luôn các bạn ý tưởng của mình nó là à, giống như là một con rắn con rồng vậy ha ở trên đổ xuống ở trên thòng xuống ha à, cho nó lạ chơi các bạn ơi. Đó thì các bạn thấy cái cái này nó đã có cái những cái co những cái co nó có sẵn rồi ha. Đó. Do là cái này là một cái rễ dài các bạn, Đó, nó trồng cố tình nuôi rễ thật là dài để nó quấn. Thì để mình trồng mình nó vô đi, rồi cái mình dùng cái dây nhôm ha để mình uống lại, à, uống uống phụ quà thêm nữa, để nó cho ra những cái những cái co mà nó không có đều nhau bạn Bây giờ những cái co này nó đang đều nhau nè, mình có thể mình lạng lách nó bạn Thì cái mai này nói chung là cái rễ nó rất là nhiều các bạn và dạ, mình dồn mới vô đây thì nó được vậy nè Đó, cảm giác như là một cái con rồng rắn vậy ha thành mình kết hợp cái chậu ông tượng này thì làm cây này cho nó nó quái thật là quái luôn các bạn còn bạn thấy sao À, những cái co mà các bạn để ý, những cái co mà người ta uống này nó rất là đều nhau các bạn ơi còn cái đằng phía đằng sau này là người ta không uống nữa, người ta dồn đại trong cái bầu ra nó nó cho ra những cái con ngặt quá phải không? bạn thấy nó, nó nó khác lạ nó không có giống cái nào hết Đó. còn những cái co uống này thì nó đều bây giờ mình cho nó à, nó ôm vô cái bình nó đổ xuống các bạn, nó chĩa vô cái mặt <laughs> cái ông tượng ha giống như là nó nó à, nó, nó nó chuẩn bị nó chú vậy đó <laughs> nó lạ các bạn ơi Bây giờ mình dùng cái dây nhôm này nè mình cố định nó cố định cái phần gốc đó các bạn cố định bằng gốc xong bây giờ mình mới mình mới uống nó các bạn bây giờ cái thấy cái cây cây mai này cái, cái, rễ mai này nó vậy uống nó khó nha các bạn bởi vì cái cái rễ này đã bị uống rồi các bạn những cái sớ những cái sớ cây trong cái rễ nó nó liền với nhau rồi, Thành ra mình uống lại nó hơi khó, nó cứng rất là cứng các bạn. Đó, để mình cố định cái cái phần cái phần gốc rễ cho nó cứng cho tay đi. rồi mình mới mình uống theo cái phần dưới này nữa các bạn. nó phần này phần quan trọng nè. Ở dưới đây thì nó còn hai cái rễ nữa các bạn, cảm giác như hai cái chân của à, của rồng rắn vậy các bạn, mình để nó luôn, để nó mình giữ nó lại cho nó sống được không nó sống thì nó nằm lăng quăng đây nhìn nó cũng lạ cơ mà còn nó không sống thì mình bỏ luôn đó bây giờ mình uống nó cái này uống rất khó các bạn ơi nó rất là cứng thành ra mình nắng từ từ chứ không phải nó gãy các bạn đó mình cho nó lạng qua nó lạng qua nó tạo cảm giác là một con rồng rắn gì đó lượn qua lạng lại ha không có những cái co nó không có đều nhau các bạn <laughs> nó thì mình, mình để cái đầu dây nhôm này nè để mình gịch qua đây luôn các bạn chứ mình uống nó uống nó không được các bạn ơi nó quá cứng luôn Đó, bởi vì cái co của cái cái rễ này đã uống rồi các bạn giờ mình uống lại rất khó ha Đó, giờ mình cố định nó bằng cái dây nhôm mình vô đây luôn Đó, các bạn thấy nha, cái độ lắc lượng nó khác lại ha đó à, như là một con rắn con rồng vậy ha đang bay xuống à, chuẩn bị mổ vô cái ông <laughs> tượng ha thì giờ mình dùng cái gòn là các bạn à, cái bông, bông bạch tiết á mình quấn cái rễ nó lại các bạn à, à, cái bông bạch tiết á thì nó rất là hay các bạn ơi mình đã từng làm cái quấn cái rễ cây hồng ngọc mà mình cũng có đăng cái clip các bạn xem rồi đó à, quấn vô thời gian thì mình tưới ẩm hoài thì nó giữ ẩm rất là tốt các bạn À, nó sẽ rễ nó sẽ ăn luồn ra cái à, cái bông này luôn các bạn ơi, rất là hay, Đó. giữ ẩm rất là tốt ha. Sau khi mình quấn nó vô thì mình dùng cái bình xịt các bạn, à, mình xịt nước nó hàng ngày ha. nó quấn dày lên vậy thì mình xịt nước một ngày là nó Ở từ sáng tới chiều nó nó có thể nó đủ giữ ẩm luôn các bạn, rất là tốt. mà cái bông này thì khi mình quấn lên nó không bị hư các bạn ơi, à, rất là lâu một nó có thể nằm ở trên đây khoảng ba từ 3 tháng trở lên đó các bạn đó, nằm cứng trên đây luôn ha đóng rông luôn đó, khoảng 3 tháng nó mới có thể hư thì cái này mà nó chịu được ba tháng thì cái rễ này nó sẽ phát triển tốt các bạn đó, sau khi cái rễ trên mà cái miệng chậu nó bám xuống cái chậu nó tốt thì cái phần này mình để ngoài trời cho nó tự nó, nó rớt cái nó mục cái bông bạch tiết này ra thì nó sẽ lộ cái bộ rễ của nó ra như cái ý ban đầu của mình các bạn nó rất là hay thành ra các bạn mà có làm cái cây như kiểu mình thì nên dùng cái bông này ha cái bông này rất là tốt các bạn à, sau khi mình làm xong thì mình dùng cái nước mình xịt lên thì nó sẽ dính cứng nhắc ở đó đó, nó khô rồi nó đóng rất là cứng nha các bạn đó thì cái tác phẩm của mình nó đã <laughs> hoàn chỉnh rồi bây giờ mình chờ cho nó lên thì mình mình ghép vô một bo nữa thì một bo lọc vô thì nó sẽ có bông hả các bạn đó, thì các bạn xem video nhớ góp ý cho mình ha đó. coi coi cây nó có siêu lạ không các bạn thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha các bạn xem video nhớ chia sẻ người cùng xem à, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình các bạn ạ